Dạ em chào cô chú anh chị và các bạn ha. Đến với kênh điện thoại của thằng Tôm nha. Rồi hôm nay em có về thêm iPad nha cô chú anh chị. iPhone và các dòng điện thoại Samsung ha. Máy tầm trung nha. Máy bên em là tầm 700 cho đến 3 triệu, 3 triệu rưỡi trở lại ha. Rồi thì em cũng xin nhắc lại cái hình thức xếp hàng bên em ha. Cô chú anh chị nào mình mua thì cọc cho em 100k vào tài khoản, nếu có tài khoản thì cọc cạc điện thoại, cọc xong cho em tên địa chỉ số điện thoại em ship nhanh, ship code, ship toàn quốc. Rồi chiều tầm 4 giờ rưỡi em bán ở sân vận động Tân An ha, bán tới 9 giờ tối. Cô chú anh chị nào mình ở khu vực thành phố Tân An mua máy, xem máy trực tiếp thì cứ tới số nhà 42 Phan Đình Phùng nha, phường 2 thành phố Tân An, Long An ha. Này em ở đối diện Tỉnh xá Ngọc An nha. iPad 4, iPad 4 16 GB ha, có xài sim 4G nha. Rồi em đã tải sẵn hết cho cô chú anh chị ha, Zalo, Facebook, YouTube gì nè, tải game luôn. Máy tính bảng này thì xài được khoảng tầm 6 tiếng nha cô chú anh chị. Trước khi em mua máy về em cũng test sẵn rồi ha. Máy ok hết em mua về nhập về em bán nha. Kết nối wifi luôn nè, cho cô chú anh chị an tâm nha. Rồi em mở nhạc luôn cho mình khỏi sợ bị lầm ha, khỏi bị lầm bị lừa gì hết á. Rồi em mở nhạc luôn. Cô chú anh chị nào mình mua muốn xem máy cũ lại thêm lần nữa như là thì công kết việc, bạn Zalo như với là đam em. mê của mình. Đây Chúc nè, rằng lo nó em bự như cái lo khó thanh luôn nha là cô chú máy anh chị. móc dùng cho bạn mình khuyên dùng Sensodyne Deep Lean mỗi ngày. Cảm ơn rất là mượt nha. Một triệu tư cho cô chú anh chị ha. Em có 3 cây xài sim nha. Trước khi nhận hàng được quyền kiểm tra hàng nha cô chú anh chị. Shipper mà không cho nhận hàng thì cô chú anh chị cứ liên hệ với em ha. Trên cái gói hàng em có đóng cái mộc là cho xem hàng. Bí kíp tạo ra 1.000 đơn hàng, 3 tháng đổi xe, 6 tháng đổi nhà. Một triệu tư. Một triệu tư một cây nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có cái cây này, cũng iPad 4 mà không xài sim ha. Bữa nay em xả cây này cho cô chú anh chị luôn nha, giá 1 triệu 3 không xài sim. Em có kết nối wifi sẵn luôn nè. Rồi em mở nhạc cho cô chú anh chị xem nha, cho mình an tâm mua máy khỏi sợ bị lầm ha. iPad thì chủ yếu là wifi, pin và màn hình ha. Còn mình mua máy cũ mà đâu quan trọng gì mấy vấn đề này đâu ha cô chú anh chị. Mình mua ốp lưng mình ốp vô là thành máy mới. Cái iPad 4 không xài sim này cái lo nó như cái đài phát thanh luôn á nha cô chú anh chị. Rồi 1 triệu 3 cho cô chú anh chị luôn nha. Em có một cây duy nhất rồi nha. Máy đẹp ha. Máy này đẹp 95% luôn á.
Rồi mini. Mini 1. iPad mini 1 em có 3 cây ha, 2 cây màu bạc và 1 cây màu đen. Chụp hình nó cũng ok hết ha. YouTube đỏ nè, Zalo, Facebook em tải sẵn luôn nha cô chú anh chị nè. Cái này mình xài wifi nha cô chú anh chị, xài wifi và phát điện thoại ha. Mình lấy điện thoại mình phát wifi qua mình coi cái này. Cái này cho em bé nó coi YouTube nha. Hát karaoke được cũng ok lắm nha. Pin cầm ha, pin trâu nha. Em mở YouTube luôn nè. Cái nào em không có test YouTube trên đây thì cô chú anh chị ưng cái nào thì cứ kết bạn Zalo với em ha. Em mở YouTube gửi qua cho nha. Để lo nó nè anh chị. Rồi bát mini ha, 900k cho cô chú anh chị nha. Rồi tiếp theo nè, em lấy điện thoại để tiền ha. G5 2016, RAM 2 bộ nhớ 16 nha. Chụp hình cam trước cam sau thì ok hết ha. Máy rẻ tiền nhưng mà chụp hình cũng vẫn phải đẹp nha. Bảy trăm k nha, em có 2 cây. Rồi G7 2016 màn hình nè, cảm ứng nè. Chụp hình luôn cam trước cam sau nè, ok hết ha cô chú anh chị. Cái này thì RAM 2 bộ nhớ 16, cái này em mua rẻ em bán rẻ cho cô chú anh chị xài nha, 850. Cái này là đặc biệt em mua rẻ em bán rẻ nha. Rồi tiếp theo em có cây G700. G700 này còn zin nguyên cây nha. Màn hình này màn hình bự ha. Mặt lưng này còn dán keo trong luôn nha cô chú anh chị. Máy còn đẹp lắm nè. Em tháo cái lưng ra cho xem luôn. Máy không có một miếng bụi luôn. Còn cái tem Samsung luôn nha. Máy này pin cầm nha. Máy này còn đẹp trên 95% luôn á. Máy đẹp. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị 850 luôn. Đâu rồi, em có cây G7 rim nè. Nè. Có cây G7 rim nè ha. Nó có được, nó có một chấm ngay đây nha. Cái này RAM 3 bộ nhớ 32 ha, vỏ đẹp nha. Màn hình 5.5, pin 3.6. Nói chung là máy này mua nghe gọi đồ ok hết, nghe YouTube đồ, chơi game nhẹ. Rồi cái này em bán cho cô chú anh chị giá chẳng 1 triệu luôn. 1 triệu cây này ha.
Rồi Redmi 8 1 triệu rưỡi 50 luôn. Màn hình 6.2 pin 5000 cho cô chú anh chị ha. Chơi game là ok nha. Rồi Samsung A31 cam 6 bộ nhớ 28 màn hình 6.4 ha. Màn hình AMOLED nha, RAM 6 bộ nhớ 128 pin 5000. Thông thường thì em bán em không có kèm phụ kiện nha cô chú anh chị. Hôm nay em tặng phụ kiện cho cô chú anh chị ha. Rồi, em dán cường lực tặng ốp lưng và dây sạc luôn nha. Nguyên một bộ sạc luôn ha. Rồi. Giá cũng giá bình thường nha cô chú anh chị, 2 triệu tư ha. Tặng cường lực ốp lưng, bộ sạc luôn, full chức năng của cái máy rồi nha. RAM 6 bộ nhớ 128 pin 5000, giá 2 triệu tư ha, nó rẻ nha cô chú anh chị. Oppo A5 2020, Android 10, RAM 3 bộ nhớ 64. Máy đẹp 99% nha. Màu trắng xanh nè. Pin 5000, giá 1 triệu 8 luôn. Rồi tiếp theo em qua tới dòng Samsung nha. Nãy giờ em là Apple, giờ tới Samsung. A20s. Android 11 pin 4000 ha. Màu xanh rêu. Màn hình 6.7 nha cô chú anh chị. Em test cam nè. Cam trước cam sau nè. Con này RAM 4 màu nhớ 64 ha. Giá 1 triệu 950. A11 Samsung A11. Màn hình 6.4. Em coi pin kìa. Pin 4000 ha. Chip nắp ra lành nha cô chú anh chị. Rồi, A11 em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 650. A30s em có 2 cây nha. Màn hình 6.4, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4000. Em chụp hình nè. Giá 1 triệu 950 cho cô chú anh chị nha. Mình có 2 cây ha. 2 cây màu đen. Rồi, A20. A20 RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 4000. Android 11 chân sạc Type-C ha. Giá 1 triệu 3 màu xanh. A03s. RAM 4 64 pin 5000. Màn hình 6.5. Chân sạc Type-C luôn ha. Giá đây này màu xanh nha. Giá 1 triệu 950. Rồi A03 luôn. A03 RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 5000. Android 12 nha, này Android cao nha. Màu đỏ cam. Màn hình 6.5 nha. RAM 4 cộng 1 64.
Vivo i21 RAM 4 cộng 1, bộ nhớ 64, máy zin nguyên cây, màu đẹp ha, màu xanh, pin nó 5.000 nha cô chú anh chị, chụp hình rất là đẹp nha. Chụp hình cam đẹp ghê không. Giá 2 triệu chẵn nha cô chú anh chị. Rồi 6 lốt 16 ghi còn vân tay luôn. Pin 100 luôn, iPhone bên em pin 100 không ha. Một triệu tư còn vân tay full chức năng 16 GB 6 lốt. Rồi cây này 60 lốt cây này 6 lốt 64 GB là loại A luôn nha, quốc Mỹ ha. Máy đẹp 97%. Bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu rưỡi. Chụp hình cam đẹp nha. Sáu lốt 16 GB màu gold. Cái này mất vân tay pin 100, 1 triệu 3 cho cô chú anh chị nha. Sáu lốt LLA 128 GB. Này mất vân tay. Mất vân tay. Tặng bao da luôn, giá 1 triệu 6 cho cô chú anh chị. Màu gold ha. Pin 100 luôn nha. Để em chụp hình. Cam trước cam sau ok hết ha.